Hello, Anachin chào tất cả mọi người nha. Đây, dạ Anachin đã phát hiện ra con hình nhông con rất là dễ thương. Đây, đang nằm ngủ trên cây. Bây giờ, đó, hình nhông con mở mắt rồi. Đây, ánh sáng chói lóa này. Đây, mọi người có thể thấy là hình nhông con này rất nhỏ hơn ngón tay Anachin rất là nhiều lần nha mọi người. Đây, để vút về đuôi chúng này. Đó, đó. À, cho chú tỉnh thôi nha mọi người. Thì khi mà phát hiện kỳ nhông con này thì đang là mùa sinh mùa nở của những con kỳ nhông con nha mọi người. Thì hiện tại như kỳ nhông con nở này ở đây thì xung quanh vị trí của kỳ nhông con này sẽ có rất nhiều kỳ nhông con khác có thể là đang dần nở hoặc là đã nở rồi nha mọi người. Chú sẽ ở trên những cái ngọn cỏ này, đó, đây, thì sẽ kéo xuống quay chúng ta cẩn thận nha mọi người, đó rất là tuyệt vời, rất là đẹp, rất là dễ thương nha mọi người, chúng đang rất là ngây ngô so với lại phần còn lại của thế giới nha, đây, đó, chúng rất nhỏ, đó. Rất là đẹp, xinh đẹp. Đó. Thôi, thời gian dần xì để chúng đi ngủ thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin đối rồi. Rồi. Thả ra để chúng nhảy xuống đây rồi. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye.